Đố các bạn là cái túi mình sắp mở ra đây này, nó sẽ có màu xanh hay là màu hồng ở bên trong? Các bạn phải đoán từ bây giờ đi, xanh hay hồng nó quá dễ, nghĩ ở trong đầu nó cũng ra được một phát ý. Đoán sai thì có thể follow đăng ký kênh cho mình được không ạ? Nhiệm vụ của các bạn ấy là bình luận ở bên dưới, sau khi xem đáp án là các bạn trả lời đúng hay là sai thôi nha. Tiếp tục phần mới nha các bạn. Bây giờ ấy, đố các bạn này, trong cái túi mình sắp mở ra đây này, ngoài sticker ra thì có charm hay không? Các bạn phải xem đến cuối clip mới biết chính xác được nha. Nếu mà đoán sai có thể follow đăng ký kênh cho mình được không ạ? Và mình nói này, khi mọi người mua túi mù bên mình á, là mình bán ít nhất là 30 túi mình mới bán, vì một túi nó có 2-3 nghìn thôi các bạn. Mà khui ở trên like, ship là ship cái sticker đã khui ra, chứ không phải mình ship cái túi này cho các bạn đâu nha. Đố mọi người nha, cái túi mà mình sắp mở ra này, ngoài sticker thì có charm ở trong đấy hay không? Có hay là không nha? Nếu như mà các bạn đoán sai thì có thể follow đăng ký kênh cho mình được không ạ? Đến cuối clip mình sẽ mở cho mọi người xem như thế này nè. Đó, nhưng mà mọi người phải nghĩ ở trong đầu trước khi mình mở rồi. Chỉ có đáp án là có charm hay không có charm thôi, rất là đơn giản nha.